Chào các bạn. Và video này tiếp tục cái chủ đề amino acid peptide protein à, và chuyên đề này là chuyên đề 3. Hôm nay thầy sẽ hướng dẫn chúng ta chuyên đề 3, bài toán đốt cháy amin, bài toán đốt cháy amin nha. Và trước khi vào chuyên đề 3 thì thầy cũng nhắc lại luôn cái chủ đề amino acid peptide protein. Thầy sẽ soạn giảng cho chúng ta tổng cộng là 8 chuyên đề. Chúng ta cố gắng đón xem hết à. Xem hết cái 8 chủ đề này thì để đảm bảo chúng ta học tốt hơn môn hóa rất là nhiều nha. Rồi bây giờ thầy sẽ hướng dẫn chúng ta cái phương pháp giải bài toán đốt cháy amin. Thì trước khi vào hướng dẫn phương pháp giải cũng như là một số ví dụ thì thầy cũng nhắc lại luôn, để nhận được cái file bài tập à, file bài tập này gồm các bài tập thầy hướng dẫn chúng ta làm lại hoặc là bài tập tự luyện thầy có cho thêm, thì chúng ta tham gia vào cái nhóm Zalo nha, thầy để dưới phần mô tả nha. Thầy để dưới phần mô tả thì chúng ta tham gia vào đó thì chúng ta sẽ nhận được cái file để chúng ta làm lại. Rồi bây giờ thầy hướng dẫn chúng ta cái phương pháp giải bài toán đốt cháy amin. Thì bài toán đốt cháy amin đây là dạng bài toán người ta mở rộng rất là đa dạng nha, rất là nhiều dạng. Thì ở đây chúng ta nắm cái cho thầy cái phương trình cháy à, đó là cái phương trình cháy của amin no đơn chất nha, amin no đơn chất mạch hở đó, amin no đơn chất. Thì amin no đơn chất công thức của nó là CNH2N cộng 3N. Thì đốt cháy là cộng với oxy thì sẽ tạo thành CO2 à, nước và có khí nitơ nha. Đốt cháy amin có khí nitơ. Rồi bây giờ chúng ta cân bằng. Ở đây có N à, có N thì đây là N. N carbon đó. Ở đây có H thì có 2N cộng 3 thì đây chúng ta cân bằng là 2N cộng 3 chia 2. 2N cộng 3 chia 2 nước. Rồi ở đây có một nitơ thì chúng ta cân bằng 1 phần 2 nitơ. Rồi bây giờ chúng ta cân bằng oxy, chúng ta đếm tổng oxy ở đây. Ở đây là coi như là 2N oxy. Ở đây là 2N cộng 3 chia 2 oxy nữa. 2N oxy coi như là 4 4N chia 2 oxy đi. Vậy là chúng ta sẽ được là 6N cộng 3. 6N cộng 3 chia 2. Bên đây có 2 sẵn thì chúng ta bên đây chúng ta phải là 6N cộng 3 chia 4. Cân bằng này chúng ta cố gắng chúng ta phải tự cân bằng được nghe, 6N cộng 3 chia 4. Thì qua cái phương trình đốt cháy amin no đơn chất này nè, chúng ta suy ra chúng ta nắm một số công thức sau đây. Thứ nhất là chúng ta sẽ thấy nè, cái mol amin nè. Cái mol amin à, mol amin là này nè, nó bằng 2 lần mol khí nitơ. Bằng 2 lần mol khí nitơ à, đó nó gấp đôi. Rồi cái nữa bây giờ nè, nếu chúng ta lấy mol nước trừ mol CO2 à, chúng ta để ý hai số này nghe, mol nước trừ mol CO2 ở đây 2N chia 2 cộng 3N 3, 3 chia 2, thực ra đây là N cộng 1,5. Chúng ta lấy nước chúng ta trừ cho CO2 thì chúng ta gặp 1,5. Thì lúc này chúng ta thiết lập được công thức là mol của amin à, mol của amin thì nó sẽ bằng là hiệu mol nước trừ mol CO2 chia cho 1,5 à, chia 1,5. 1,5 là chính là 3 chia 2 này, 3 phần 2 này. Rồi đây là công thức thứ hai. Rồi công thức thứ ba đó là công thức bảo toàn hydro, ý, bảo toàn oxy à, bảo toàn oxy. Thì lúc này chúng ta sẽ được là 2 lần mol khí oxy. Bảo toàn thì nguyên tố là chúng ta đừng nhìn cân bằng nha, chúng ta chỉ nhìn chỉ số nguyên tố thôi. 2 lần mol khí oxy à, sẽ bằng 2 lần mol CO2. 2 lần mol CO2 cộng 1 lần mol nước nè, cộng mol nước thì đây chính là bảo toàn oxy. Rồi một cái nữa, công thức này chúng ta vẫn xài bên mấy chương trước nha, chương ST, chương carbohydrate thì chúng ta xài hết nè, đó là công thức tính nhanh số carbon. Công thức này chúng ta luôn luôn xài cho các chương nha. Số carbon luôn luôn bằng số mol CO2 chia mol nem đốt. Ở đây chính là mol của amin, à, mol amin. Tương ứng như vậy,
thì chúng ta tính được số hero à, có nghĩa là mày chỉ số dưới đây nè, thì nó cũng bằng 2 lần mol nước chia mol amin à, chia mol amin. Thì ở đây chúng ta nắm một số thức rồi, thì đối với bài tập đốt cháy amin á, thì nếu người ta cho amin hoặc hỗn hợp amin thì nó rất là dễ à, nó rất là dễ. Nhưng mà thường bài tập amin người ta cho khó là người ta sẽ cho thêm vào cái hydrocarbon à, hydrocarbon và hỗn hợp amin, hoặc là người ta cho ancol vào à, thì các bài tập sau đây thầy sẽ hướng dẫn chúng ta có đầy đủ các dạng đó hết và chúng ta vận dụng mấy công thức này. Rồi câu đầu tiên, đốt cháy hoàn toàn amin đơn chức X bằng oxy, thu được khí nitơ à, 1,12 lít khí nitơ, 8,96 lít CO2 à, được các khí đo được tiêu chuẩn, và 8,1 gram nước à, công thức phân tử của X là à, thì ở đây chúng ta tìm thức phân tử thôi. Ở đây bây giờ chúng ta áp dụng một số công thức nè. Thứ nhất là chúng ta có mol của nitơ nè, tính mol trước đi nghe, mol nitơ tính mol hết đi. Mol nitơ thì bằng 1,12 vậy bằng 0,05, 0,05. Mol CO2 bằng 0,4, 8,96 chia 24 phần tạo 0,4. Mol nước là 8,1 chia 18, 8,1 chia 18 thì sẽ bằng là 0,45. Rồi bây giờ chúng ta áp dụng một số công thức thầy cung cấp nãy, đó là mol của amin. Mol amin bài này nhiều công thức làm được hết. Mol amin bằng 2 lần mol khí nitơ. Rồi như vậy chúng ta sẽ được là 0,1, 2 nhân 0,05 là 0,1. Thì chúng ta suy ra được số carbon à, áp dụng nhanh này. Số carbon bằng mol CO2 chia cho mol amin. 0,4 chia cho 0,1 bằng 4C. À, vậy là 4C có hai đáp án. Rồi tiếp tục chúng ta suy số hero luôn. Số hero bằng 2 lần mol nước à, 0,45 nhân 2 chúng ta chia cho 0,1, 0,45 nhân 2 là 0,9 chứ 0,1 là bằng 9 à, vậy là C4H9N à, vậy là đáp án chúng ta là câu C, C4H9N nha. Rồi tiếp theo câu số 2, đốt cháy hoàn toàn một amin đơn chức, người ta không nói no cho nghe, bài trước thực ra bài trước cũng không no đó, đốt cháy hoàn toàn amin đơn chức X trong khi oxy dư, thu được khí nitơ, CO2 và nước, nó hỏi công thức cấu tạo của X, số công thức cấu tạo của X là hỏi số đầu phân á bao nhiêu. Thì đây chúng ta tính mol CO2. Mol CO2 bằng 13,44 chia cho 22,4 thì sẽ bằng 0,6 mol. Mol nước. Mol nước bằng 18,9 chia cho 18 thì sẽ bằng 1,05 mol. Rồi ở đây chúng ta có thể tìm cái tỷ lệ cũng được, hoặc là chúng ta coi như đây là cái amin non đơn chức nha, thì chúng ta sẽ tính được cái mol của, nếu không nó không non đơn chức chúng ta tính ra thì số nó sẽ không được đẹp đâu nha. Mol của amin bằng hiệu mol nước trừ mol CO2 chia cho 1,5 nha, 1,05 trừ cho 0,6 chia cho 1,5 thì đây chính là mol amin. 1,05 trừ cho 0,6 sau đó chia cho 1,5 thì chúng ta được mol amin là 0,3 à. Rồi bây giờ chúng ta tính số carbon, số carbon bằng 0,6 chia cho 0,3 à, đẹp nè bằng 2C à. Số hero bằng 2 lần mol nước, 2 nhân cho 1,05 chia cho 0,3. Rồi bấm 2 nhân cho 1,05 chia cho 0,3 bằng 7. À, vậy là amin này chúng ta sẽ được là C2H7N. C2H7N thì đã hỏi số công thức cấu tạo hay số đầu phân của nó đó. Vậy là C2H7N có 2 đầu phân. À, bài trước giải rất là kỹ rồi đó. Vậy là câu C. Rồi tiếp tục chúng ta câu 3. Rồi câu 3, đốt cháy 6,72 lít hỗn hợp khí X à, khí X là khí amin thôi, amin nhân khí
Rồi, amin đơn chức bậc 1, bậc 1 luôn nha. X và Y này hay là đồng đẳng liên tiếp với nhau, cho hỗn hợp khí và hơi này lần lượt qua bình, cho hỗn hợp khí và hơi sau sau khi đốt cháy đó là sản phẩm đó, qua bình 1 chứ bốn đặt. Bình này hấp thụ nước nha. Bình 2 vào KH dư, bình này hấp thụ CO2. Thấy bình 2 tăng, bình 2 tăng, vậy đây chính là khối lượng CO2. Rồi vậy chúng ta tính được mol CO2. Ta hỏi công thức 2 bên thôi, mol CO2 bằng 21,12 chúng ta chia cho 22,4. Ấy chia cho 44 nha, khối lượng nha. Vậy là bằng 0,48. Rồi bây giờ chúng ta suy ra số carbon. Số carbon lúc này số carbon trung bình nha, tại hỗn hợp. Mol amin thì chưa tính mol amin nha. Mol hỗn hợp amin nè bằng 6,72 chia cho 2,4 là 0,3 mol. Rồi số carbon bằng mol CO2 là 0,48. Chúng ta chia cho 0,3. Cái này ra lẻ bình thường nha, hỗn hợp liên tiếp nhau. Vậy là 0,48 chia cho 0,3 thì sẽ bằng là 1,6. 1,6 thì lúc này chúng ta chọn là C1C2 nha. C1C2. Vì ở đây có đáp án A, C1C2 metilamin và ethylamin. Đây C1C2. C1C2 nha. Rồi, câu này dễ dàng thôi. Rồi, độ khó tăng dần tí xíu nha. Rồi, tiếp tục. Câu 4, đốt cháy hoàn toàn V lít hơi một amin bằng 1 bằng một lượng oxy vừa đủ tạo 8 V lít, đốt 1 V lít thu được 8 V lít, gồm khí carbonic, khí CO2 này, khí nitơ và khí nước. Tóm là sản phẩm là 8 V đó. Đốt một cái này thu được 8 V kia. Thì chúng ta coi coi nó là cái gì. Rồi bây giờ chúng ta coi giả sử đây là amin no đơn chức nha. Thì chúng ta cứ ghi là CnH2n cộng 3 n, chúng ta đang giả sử cái này nha. Đốt cháy bây giờ không liên quan tới oxy thì khỏi ghi oxy. Tạo ra NCO2 này giống như nãy nè. Cộng cho 2n cộng 3 chia 2 nước nè. Cộng cho 1,5. Ê, cộng cho 1 phần 2 nitơ. Rồi người ta đốt cháy V. Thì V coi như là 1 đi nghe. Thì bây giờ chúng ta cộng ra phía sau coi coi nó phải 8V không. Rồi chúng ta tìm N. Rồi vậy chúng ta sẽ được là N nè cộng cho 2N cộng 3 chia 2 nè cộng cho 1 phần 2 nè bằng 8. Rồi chúng ta bấm cái này ra coi nào bao nhiêu. Bây giờ nhẩm nhẩm coi. Cái này là coi như là 2N chia 2 là được 1N. Vậy là 2N nè. 2N bằng cái này là 1,5 với 0,5 là 2. 8 trừ 2 bằng 6. Rồi vậy suy ra N bằng 3. N bằng 3 nghe. Rồi N bằng 3 mà chúng ta đang chọn no. Vậy là C3H9. C3H9N hoặc là C3H7N2. Amin bằng 1. Rồi vậy là câu A nha. Chỉ có C3 này thôi, thỏa mãn. Ô bài này còn thiếu cái dữ kiện nữa đó. Ở đây cũng C3. Cái này cho bậc 1 sẵn ha. Nếu không cho bậc 1 thì phải cho thêm một dữ kiện nha. Bậc 1. Rồi. Cái này bậc 1 nhưng mà nó không no nha. Chúng ta đang làm no nó ra đáp án đẹp nè. Rồi, tiếp tục. Câu 5, câu này khó hơn nha. Câu này trong đề thi đại học khối B năm 2011. Câu này cũng đúng đúng khó đó. Thay vì người ta đốt bằng oxy thì lúc này đốt bằng hỗn hợp oxy ozone. Nó căng hơn rất là nhiều nha. Đốt bằng hỗn hợp oxy ozone. Thì hỗn hợp này có tỷ khối hơi so với hydro là 22. Hỗn hợp khí y gồm metinamin và ethinamin có tỷ khối so với hydro là 17,833. Người ta hỏi là đốt cháy để đốt cháy hoàn toàn V1 lít y, đốt cháy V1 lít y nè thì cần dùng vừa đủ V2 lít x x lần này nè. Bây giờ người ta hỏi đáp án, người ta hỏi là tỷ lệ V1 chia V2 bằng bao nhiêu. Thì bài này hơi khó nha.
Thì bây giờ để dễ định hướng cái bài này á, thì chúng ta chuyển hàng này thành oxy hết nè, oxy nguyên tử đi. Rồi bây giờ cách chuyển như thế này, bây giờ hỗn hợp O2 nè và O3 nè, thì lúc này người ta cho M trung bình của hỗn hợp này 22 nhân 2 là bằng 44 nè. Bây giờ chúng ta đi xử lý cái dữ kiện hỗn hợp này nha. Bây giờ O2 nè, M lớn là 32. O3 M lớn là 44. M O3 là 48. À, M trung bình là 44. Rồi chéo lên chéo xuống thôi. 48 trừ 44 ra 4. 44 trừ cho này ra 12. Rồi như vậy là tỷ lệ là 1:3. Rồi tỷ lệ 1:3. Bây giờ chúng ta có V1 nào, V2 V1. V2 ha. Chúng ta có V2 lít này. Vậy chúng ta suy ra được là bây giờ O2. O2 nó sẽ là 0,25 V2. Còn O3 nó là 0,75 V2. Được chưa? Tỷ lệ 1:3. 1:3 thành 0,25 thành 0,75 V2. Rồi bây giờ chúng ta chuyển cái này thành dạng oxy luôn. Vậy lúc này chúng ta suy ra oxy luôn. Oxy luôn là nó bằng hai lần này cộng ba lần này. Rồi, coi như là mol đi nghe, thể tích coi như mol. Vậy 0,25 nhân 2 cộng cho 0,75 nhân 3. Rồi vậy chúng ta sẽ được là 2,75 V2. Rồi vậy chúng ta xử lý dữ kiện của hỗn hợp X rồi nè. Bây giờ tới hỗn hợp Y hai thằng này. Hỗn hợp Y hai thằng nha. Bây giờ metionamin là CH3NH2 và ethylamin là C2H5NH2. Hỗn hợp này có M trung bình. M trung bình lấy thằng này so nhân với 2 17,833 nhân 2. 17,833 nhân 2 số không được đẹp mấy. 35,666. Rồi bây giờ chúng ta xử lý dữ kiện này luôn. Bây giờ hai thằng này chúng ta tìm coi coi tìm bên nào trung bình nó ra nhiêu. Bây giờ hai thằng này thầy chuyển thành là CnH2n cộng 3n. Đây, n là trung bình nha. Bây giờ mình tìm coi hai thằng này thành một chắc thôi, chúng ta chuyển về một chắc thôi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ được là 14 n trung bình cộng 17 sẽ bằng 35,666. Rồi chúng ta bấm bí thức này, chúng ta được n trung bình. Rồi ba mươi lăm phớt sáu 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 trừ cho 17 rồi sau đó chia cho 14 số lẻ 35 phớt sáu 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 trừ 17 chia 14 một phớt 333 như n trung bình bằng 4 phần 3 nha. Cái này chúng ta phải ghi 4 phần 3, 1 phớt 333 4 phần 3. Rồi đây là bước xử lý dữ kiện thứ nhất. Bây giờ chúng ta ghi phương trình cháy nha. Bây giờ phương trình cháy. Rồi chúng ta ghi dạng tổng quát luôn. Đó là CN nè, H2N cộng 3 này là trung bình. Thay vì phương trình cháy bây giờ chúng ta cộng oxy O2. Bây giờ chúng ta cộng oxy nguyên tử thôi. À, tại vì chúng ta nếu ghi bình thường chúng ta ghi O2 cộng O3 nữa. Bây giờ chúng ta ghi O bình thường hai là thành một thôi. À, vậy lúc này tạo thành là y chang luôn NCO2 cộng 2N cộng 3 chia 2 nước cộng 1 phần 2 nitơ. Thì ở đây thay vì chúng ta cân bằng ở đây 6N cộng 3 chia 4 thì lúc này 6N cộng 3 chia 2 thôi. Rồi bây giờ chúng ta điền nè. Điền là bình thường thôi. Cái này V1 à, cái này V1 nó cho hỗn hợp này V1 nè. Thì chúng ta điền qua đây được, chúng ta sẽ được là 6N cộng 3 chia 2
V1. À, sau này có 3 chia 2 V1. Mà thực tế oxy này bằng như đây nè, vì chúng ta lập được cái biểu thức bằng luôn. Vậy là bằng 2,75 V1. Rồi, chúng ta thế N vào N nó bằng là 43 nè, vậy chúng ta sẽ được là 6 nhân cho 4 phần 3 nha. Đó, 6 nhân 4 phần 3 cộng 3 chia 2 V1 bằng 2,75 V2. Rồi tới đây thì chúng ta suy ra cái tỷ lệ V1 chia V2. V1 chia V2 bằng tỷ lệ anh ta tìm nè. Rồi bây giờ thầy bấm biểu thức này, V1 chia V2. Bây giờ tìm được cục này trước đi. 6 nhân cho 4 phần 3. Rồi sau đó cộng cho 3. Chia 2. Rồi vậy là V1 chia V2 2,75 chia cho kết quả kia. Vậy nó ra 1 phần 2 nha, ra 1 phần 2. Rồi vậy đáp số chúng ta là 1, 2 câu B. Đó. Vậy bài này tương đối là khó nha. Có khó à, có nhiều cách làm nha. Đây là cách thầy chuyển về cái dạng oxy nguyên tử làm. À, chúng ta chuyển về oxy nguyên tử. Rồi, bây giờ tới bài tiếp theo. Câu 6. À, rồi, đây hỗn hợp anken đây, người ta thêm anken vô đây giống như thầy nói hồi nãy. Rồi, bài này người ta thêm anken vào. À, hỗn hợp M gồm một anken và hai amin no đơn chức mạch hở X và Y, trong đó MX nhỏ hơn Y, à, thằng Y nó lớn hơn X. Đốt cháy hoàn toàn cái M này cần dùng oxy có mol oxy rồi và có mol CO2 rồi, người ta hỏi công thức của thằng Y. Công thức này nè. Công thức Y là cái gì? Rồi, đối với bài này thì người ta thêm cái anken vào. À, nhưng lưu ý anken nó không có oxy. Anken không có oxy nha, thì lúc này chúng ta vẫn bảo toàn oxy bình thường. Bảo toàn oxy. Đó là hai lần mol oxy thì ghi lại nè, hai lần mol khí oxy bằng hai lần mol CO2 cộng một lần mol nước. Rồi chúng ta thế vào chúng ta tìm được mol của CO2 coi. Vậy là mol CO2 ý mol CO2 có rồi, tìm được mol nước chứ. Tìm mol nước. Rồi. Vậy lấy hai lần mol oxy trừ hai lần mol CO2. Hai lần oxy 2 nhân cho 0,225 trừ cho 2 nhân cho 0,12 thì sẽ bằng là 0,21 nha, 0,21. Rồi vì chúng ta có mol CO2 mà nước rồi, chúng ta suy ra mol của amin. Tại vì khi đốt cháy anken là mol CO2 bằng mol nước nha, vì đốt cháy amin hỗn hợp amin đây trong đây thì chúng ta tính công thức bình thường nha, tính công thức bình thường. Đó là mol nước trừ mol CO2 0,21 trừ mol CO2 là 0,12. Chúng ta chia cho 1,5. 0,21 trừ 0,12 chia cho 1,5 bằng 0,06 nha. Bằng 0,06. Vậy chắc chắn suy ra một điều như này, mol của M nè, mol của hỗn hợp này nè. Mol hỗn hợp này nó sẽ lớn hơn 0,06. À 0,06. Bây giờ chúng ta suy ra số carbon. Số carbon bằng mol CO2 à, chia cho mol hỗn hợp chia cho lớn hơn 0,06. À, cái giá trị mà chúng ta chia lớn hơn 0,06 thì nó sẽ ra nhỏ hơn nha. Vậy số carbon nó sẽ bằng, tạm thời chúng ta để bằng đi. Vậy là mol CO2 là 0,12 chia cho 0,06 thì bằng 2, nó khác nó phải nhỏ hơn 2 nha. Tại vì lớn hơn đây thì nó phải nhỏ hơn. Nhỏ 2. Đây là số carbon trung bình nha. Mà bản thân thằng anken, anken thì từ 2C trở lên. Từ 2C trở lên. Vậy bắt buộc à, bé 2 này bắt buộc nó phải là thằng thằng amin. Thằng amin nó phải là bé 2. Mà hỗn hợp amin bé 2 thì chắc chắn có nghĩa là một phát mấy đó, vậy phải là C1 và C2, CH3, NH2 và
Cái này thì cho dạng công thức phân tử nha. Vậy là thì chuyển này, có nghĩa là nó phải là C1 và C2, người ta không nói bằng một. Vậy là CH5N hoặc là C2H7N. Rồi như vậy thằng X, thằng Y là thằng lớn hơn. Đây, vậy là C2H7N. Đây là cái người ta càng càng tìm đây. Rồi, đó là cái câu 6 nha. Câu 6 là người ta thi bên Ken vào. Thì trong quá trình thầy giảng không hiểu gì, chúng ta cứ tham gia nhóm Zalo à, rồi cứ hỏi thầy, thầy sẽ trợ giúp cho. Rồi câu 7 à, câu 7 tiếp tục là cũng thêm cái hydrobond vào nha. Hỗn hợp khí gồm dimethylamine à, và hai cái hydrocarbon là đồng đẳng liên tiếp nhau. Rồi đốt cháy 100 ml. Rồi bây giờ thầy làm từ từ nó luôn. Dimethylamine là CH3 hai lần NH dimethylamine và hỗn hợp hydrocarbon là CXHI nha. Thì đốt cháy hỗn hợp này. Hỗn hợp này 100 ml nha, 100 ml. Rồi đốt cháy. Đốt cháy hỗn hợp này thì thu được khí và hơi, thì chắc chắn khí và hơi là CO2 nè, nước nè và nitơ thôi, không có gì hết. Thì khí và hơi này thể tích là người ta cho 550. Rồi 550. Rồi tiếp tục cái này Y nè. Cho Y qua H24 đặt cộng H24 đặt. Thực ra H24 đặt là chất hấp thụ nước à, có nghĩa là hấp thụ nước, nó trừ nước vô à, nước hấp thụ cho nó. Vậy còn lại là CO2 và nitơ. CO2 và nitơ thì lúc này hỗn hợp còn lại là 250. 250 ml nha. Ml. Rồi hết rồi. Các thể tích đo cùng điều kiện thì trên đo cùng điều kiện thì chúng ta thể tích chúng ta coi như số mol nha. Người ta hỏi công thức phân tử của hai amin, hai công thức phân tử của hai hydrocarbon nha. Cái này hỏi hydrocarbon không hỏi amin nha. Hỏi amin thì dễ làm hơn đó. Hỏi hydrocarbon. Rồi. Rồi như vậy từ dữ kiện này nè, từ cái hỗn hợp này mà chúng ta thấy hấp thụ qua H4 đặc nó giảm đi, thì lúc này chúng ta suy ra được cái thể tích của nước nó sẽ bằng là 550 trừ cho 250, giờ thể tích nước là 300 à, và bỏ ml đi, thể tích nước 300 à, vậy chúng ta có thể tích nước rồi, chúng ta tính số H luôn. Số H làm liền, số H bằng hai lần nước là 600 nè, chia cho đem đốt là 100 nè. Thể tích coi như số mol nha, 6 chia 100, 600 chia 100 bằng 6C. Ê, bằng 6H. 6H mà bản thân thằng amin nè, amin nó có 7H nha. Amin hiện tại là đang có 7H. Như vậy là số H này là H trung bình à, bằng 6, vậy là bắt buộc hydrocarbon số H nó phải là nhỏ hơn, bé hơn 6H. Bé hơn 6H thì chúng ta liệt đáp án coi coi. Vậy chúng ta bỏ câu C và bỏ câu D nha. À, vậy suy ra lúc này chúng ta được loại C và D. Đó, vậy còn là hai câu thôi. Rồi bây giờ tới đây. Bây giờ nè, hỗn hợp hai thằng này 100. Hỗn hợp hai thằng là 100 nha. Như vậy là khi đốt cháy thằng amin nó sẽ tạo 1 phần 2 nitơ. Bây giờ hỗn hợp này không thể nào, thằng amin không thể nào đặng trăm được à, như vậy chúng ta suy ra cái thể tích của nitơ nó phải bé hơn 50, không thể nào mà nó bằng 50 được. Tối đa thằng này chẳng hạn nhân trăm đi, thì này tạo ra 50 mà không bằng trăm được à, thể tích nitơ nè, thể tích nitơ trong đây nè bé hơn 50, vậy suy ra thể tích của CO2 nó phải lớn hơn 200 à, thể tích CO2 lớn hơn 200. Rồi vậy lúc này chúng ta suy ra số số carbon trung bình à, bây giờ chúng ta cứ bằng đi, chúng ta lấy 200 chúng ta chia 100 thì coi như là bằng 2C. Bằng 2C nhưng mà lúc này nó phải lớn nha, nghĩa là lớn 2C tại vì thể tích CO2 nó lớn hơn, vậy là coi như là lớn hơn 2C. Lớn 2C. Mà bản thân amin, amin nó có 2C hả? Carbon trung bình lớn hơn 2C thì lúc này suy ra carbon nó hydrocarbon nó phải là lớn hơn 2C.
Bài này hơi khó nha. Bài này chúng ta loại trừ thôi đó. Hydrocarbon lớn hơn 2C. À, vì lúc này còn hai đáp án nè. À. Vì lúc này lớn hơn 2C chỉ còn là câu B thôi. À, chỉ là câu B. Đó. Vì suy ra thẳng là đáp án B nha. Câu này chỉ là suy luận như thế thôi nha, loại trừ thôi đó. Thì câu này hơi khó. À, nhiều em gặp câu này giải nhiều lần mà cũng quên nha. Rồi, câu này tiếp tục khó nữa nè. Đây mới cho cách đây năm đại trung học phổ thông quốc gia năm 2020 rồi hỗn hợp E thì thành nó rồi này, hỗn hợp người ta cho thêm hydrocarbon, bây giờ cái này cho thêm ancol này. Hỗn hợp E gồm ba chất X và Y và ancol rhobilit, trong đó X Y là hai amin kế tiếp nhau, hai amin kế tiếp nhau, amin và ancol. À, đặc biệt là amin này đều có hai nhóm, đây amin có hai nhóm và có gốc hydrocarbon không no, đó căng nha. Hai nhóm amin có nghĩa là amin hai chức và không no luôn, trong đó amin X nhỏ mà Y đốt cháy hoàn toàn 0,12 mol E hỗn hợp này nè, cần dùng vừa đủ 0,725 mol oxy, thu được là 0,46 mol nitơ, người ta hỏi phần trăm của thằng X đó. Bài này hơi khó nha. Câu này có thể là khó nhất của amin rồi đó. Rồi bây giờ thầy tóm lược sơ bộ lên nha. Bây giờ ancol rhobilit chính là C3H7OH. C3H7OH. Hai amin có hai liên kết, có hai nhóm nặng 3, có hai nhóm nặng 2. Hai nhóm nặng 2 và có gốc hydrocarbon không no. Thực ra nếu mà chúng ta đặt mà hydrocarbon có gốc hydrocarbon không no đó thì chúng ta phải gọi liên quan tới cái K không no có 1 bi, 2 bi, 3 bi, K bằng 1, 2, 3 vậy đó. Nhưng ở đây chúng ta mạnh dạn nên chúng ta chọn K đi, đừng đặt K vô, đặt K rất là khó nha. Vậy chúng ta thành lập, thầy bây giờ thầy giả sử K bằng 1 nha. Bây giờ nếu không làm K bằng 1 không được thì chúng ta làm K bằng 2. Vì nếu có một liên kết đôi á, thì amin hai chức có một liên kết đôi thì lúc này nó sẽ là CnH2n cộng 2 N2. Đây là công thức của amin no hai chức, hai chức nè. Có một liên kết đôi đó, để chúng ta mạnh dạng như này nha. Bây giờ cái hỗn hợp này chúng tắt cái hỗn hợp này là 0,12 mol. 0,12 mol. Hỗn hợp này cộng với oxy. Oxy cho là 0,725 mol. Rồi vậy khi đốt chắc chắn tạo ra CO2 nước và nitơ. CO2 nước. CO2 có rồi này, CO2 là 0,46 mol nè. Nước chưa có và nitơ. Rồi. Bây giờ đề bài người ta kêu tính phần trăm của thằng X. Thằng X là cái amin nhỏ trong hỗn hợp này nè. Rồi bây giờ để đơn giản phải tìm từ từ từng chắc ra nha. Bây giờ thầy gọi ở đây là X mol nha. Ở đây là Y mol nha. Y mol. Vậy là chúng ta lập ngay được cái phương trình nè. X dấu ngoặc chị ta. Rồi chúng ta lập ngay được cái phương trình là X cộng Y bằng 0,12. Rồi phương trình này để đây đây. Rồi từ từ nghe. Rồi phương trình này thì bảo toàn carbon nha. Bảo toàn carbon thì được cái phương trình nè. Bảo toàn carbon vậy là bảo toàn carbon mình sẽ được là 3X này nghe. 3X. Thằng này là NI cộng NI bằng 0,46. Được một phương trình nữa. Rồi, bây giờ dính tới oxy thì phải có nước. Có nước mới bảo toàn oxy được. Bây giờ thầy bảo toàn hydro trước nha. Bảo toàn hydro ở đây 8H, vậy đây là ở đây là 4X nè. 4X. Rồi ở đây là 2N cộng 2, vậy đây sẽ được là N cộng 1 nhân Y nè. Đó. Rồi gì có nước rồi, tiếp theo là bảo toàn oxy nè. Oxy ra bảo toàn oxy nha. Bảo toàn oxy.
Rồi, ở đây có oxy nữa nghe. Vậy chúng ta sẽ được là 3x nè. 3x cộng cho 0,725 nhân 2. Bài này khó nha. Bằng 0,46. 0,46 nhân 2. Ôi, thầy ghi công trình ở dưới đi. Ghi công trình thì ghét nó xuống hàng lắm, chúng ta không thấy được. Rồi, để thầy bôi cái này đi. Cái phương trình cho nó gõ luôn nha. Rồi bảo toàn oxy. Ghi đây nghe. Rồi bảo toàn. Cái này hồi sợ thiếu. Và này còn tùm lum hết. Rồi bảo toàn oxy. Rồi này có một oxy nè. X cộng cho 0,725 nhân 2 bằng CO2 là 0,46 nhân 2 cộng cho oxy, đây một oxy, vậy là cộng cho 4x cộng n cộng 1 y. Rồi đây là bảo toàn oxy. Rồi bây giờ biến đổi nhẹ cái này nha, biến đổi nhẹ chúng ta chuyển qua bên nha, chuyển qua x đây sẽ được 3x nè. 3x cộng cho ni cộng y, cộng cho ni rồi cộng y, số bên nha, chúng ta chuyển qua này luôn, trừ luôn 0,725 nhân 2 trừ cho 0,46 nhân 2 rồi giờ bằng 0,53. Và này phải giả tay nha. Từ phương trình đây nè, thầy suy ra ni nha. Suy ra ni bằng 0,46 trừ 3x. Rồi thế ni vào. Vì lúc này chúng ta sẽ được là 3x nè. Ni mình thế bằng là 0,46 trừ 3x cộng y bằng 0,53. Này 3x nha. Rồi, vậy đơn giản 3x mất tiêu nè. Vậy chúng ta sẽ được y. Y. Y bằng 0,53 trừ 0,46. 0,53 trừ cho 0,46. Rồi y bằng 0,07. Rồi, đẹp rồi nha. Rồi y bằng 0,07 chúng ta dựa biểu thức này chúng ta suy x luôn. Rồi x bằng 0,05. Rồi có y có x rồi chúng ta thế vào biểu thức này chúng ta tìm n, lúc này n trung bình nghe. N trung bình nghe, gọi n trung bình đi. Tại hỗn hợp liên tiếp phải n trung bình, thế vào đây. N trung bình là 0,46. Này là vậy là 0,46 chúng ta trừ cho 3x. 3 nhân cho 0,05 bằng, rồi sau đó chia cho y là chia cho 0,07. Ôi số xấu vậy. N trung bình bằng 31 phần 7. Nó khác bằng 4,4 nè, bằng 4,4 mấy nè. 4,4. Rồi, từ n trung bình thì chúng ta suy ra được rồi nè. Từ dữ kiện đó chúng ta suy ra được hỗn hợp hai thằng ha. Đây là trung bình, vậy là 4,4 thì chúng ta suy ra được là C4 và C5 ha. Tại hai này liên tiếp nhau thì chúng ta sẽ được là C4 H10, C4H10 N2 và C5H12 N2. Rồi thì chúng ta có hai amin này rồi. Bây giờ bước tiếp theo là chúng ta tìm số mol từng thằng của từng amin này. Bây giờ tìm từng thằng của từng amin này. Rồi chúng ta dựa vào mà trung bình chúng ta tìm luôn nghe. Rồi vậy vậy chúng ta có C4 và C5. N trung bình là 31 phần 7 nha, 31 phần 7. Rồi lớn lấy lớn trừ nhỏ là 5 trừ cho 31 phần 7 sẽ bằng 4 phần 7, ở trên đây 4 phần 7. Rồi ở dưới đây là 31 phần 7 chúng ta trừ cho 4 bằng 3 phần 7. Rồi gì
suy ra tỷ lệ này là bằng là 43 nha, 43. 43 mà mol hỗn hợp hai thằng amin này 0,07 nữa. À, 0,07. Vậy lúc này chúng ta suy ra hai thằng amin nè. C4 H10 N2 là 0,04. Còn C5 H12 N2 là 0,04, 0,04. Ở dưới đây là 0,03. Rồi tất cả dữ kiện nó có xong hết rồi. Còn thằng anh con này thì ghi đây luôn nghe, anh con là C3 H7 OH, nó là ít mol là 0,05. Rồi như vậy đề bài kêu tính phần trăm khối lượng. Phần trăm khối lượng của thằng nào ta? Thằng ít. Thằng ít là nhỏ nghe, bây giờ chúng ta tính phần trăm khối lượng của thằng nhỏ. Rồi phần trăm khối lượng của thằng C4 H10 C4 H10 N2. Rồi bây giờ chúng ta tính phần trăm khối lượng thôi. Lấy khối lượng nó chưa, khối lượng nguyên đám này nè, thấy ra. Rồi nhiệm vụ chúng ta bây giờ chúng ta bấm từng cái thôi. C4 H10 N2 thì bấm lại 12 nhân 4 cộng 10 cộng 28 86 như là 86 nhân cho 0,04. Rồi chia đây 86 nhân 0,04 cộng thằng này là đồng đẳng của nó, cộng thêm 14. 86 mà cộng thêm 14% 100 nhân cho 0,03 cộng cho thằng này là 60. 60 nhân 0,05. Rồi, chúng ta bấm công thức này ra. Rồi, 86 nhân 0,04. Bài này khó nha. 86 nhân 0,04 cộng 5 nhân 0,03 cộng 10 nhân 0,05. Rồi bị lọt cái gì ta? Bấm có nhầm không để tôi kiểm tra lại. Bấm nhầm nè. 86 mà bấm 80. Tám mươi sáu ba mươi sáu phẩy 44. À, câu D. Rồi như vậy cái bài tập đốt cháy amin là dạng bài tập người ta có thể mở rộng độ khó cũng 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 rất là khó nha. Cụ thể chẳng hạn như bài này, à, cũng rất là khó rồi đó. Vì trong quá trình học tập mà chúng ta không hiểu gì thì chúng ta cứ tham gia nhóm Zalo để được sự trợ giúp của thầy cũng như nhận cái file để chúng ta làm lại nha. Đây là cái file bài tập đây. Bài tập đốt cháy amin đây. À, ví dụ bây giờ thầy giải nè. À, đó, bây giờ bài tập tự luyện chúng ta nhận, chúng ta làm thêm nha, còn nhiều bài đó. Nên à, nên nhận file này để làm nha mấy em. Rồi, thầy kết thúc video này tại đây nha.